mùa thu dâng cao, biết rằng người yêu đang mong xin hiếu dung, lửa còn đốt cháy quê hương. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẫy chào, vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai, em cố quên thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biển ơi. Em cố quên thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biển ơi. Em cố quên nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biển. Dạ vâng, em lại xin được kính chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của Chu Du Audio, có địa chỉ tại Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang. Thì các bác đã vừa được nghe một đoạn nhạc và cũng em cũng vừa quay qua cho các bác một lượt. Hôm nay em lên cho các bác một lô đẩy. Thế là nó một lô nhưng nó cũng không có nhiều các bác nhé. Hàng hóa thì đợt này cũng rất là khó khăn. Hôm nay em về được 11 con đẩy IDEA các bác nhé. 11 con đẩy IDEA 8009 các bác nhé. Đấy. Hàng công nghệ của Mỹ các bác nhé. Hàng công nghệ của Mỹ. Đấy, chạy mạch class H. Chạy mạch class H các bác nhé. Các bác nhìn trên màn hình nhỏ các bác đây rồi. Đấy, toàn bộ nó sử dụng máy class H thì các bác biết rồi. Đây là một trong những dòng máy rất là lành tính. Thứ hai là cho ra chất âm rất là hay và khỏe. Tiếng rất là sạch sẽ. Đấy. Các bác đang nhìn trên màn nhỏ các bác rồi, một lô đẩy rất là đẹp, nó quá là đẹp luôn ạ. Thì các bác cũng biết rồi, em làm hàng thì đa phần là hàng chọn lọc các bác nhé, chưa làm không có nhặt những cái lô nó xấu, nó nát quá về bán cho anh em giá rẻ nhưng mà nó không đảm bảo chất lượng. Khi các bác mua hàng, các bác đáng nhẽ mua con đẩy hơn 2 triệu thì các bác thêm tiền vào mua con đẩy hơn 3 triệu. Các bác đáng nhẽ mua con đẩy hơn 3 triệu các bác thêm tiền mua con đẩy hơn 4 triệu nhưng được cái sản phẩm mình ưng ý, tội gì các bác bỏ tiếc mấy trăm nghìn để các bác đi mua những cái sản phẩm nó xấu, nó nát quá. Thì lô đẩy này thì các bác nhìn trên màn nhỏ các bác thì các bác thấy rằng 100% mặt phay nhôm rất đẹp các bác nhá, mặt phay nhôm màu hơi ánh vàng các bác nhá, mặt phay nhôm mà ánh vàng các bác nhá, anh em gọi là màu gold đấy, màu vàng gold đấy. Các bác nhìn rất đẹp đấy. Thì ở trên đây em đã tháo tất tần tật ra để vệ sinh sạch sẽ cho các bác trước khi lên sóng rồi. Đấy, hôm nay thì em đã vệ sinh sạch sẽ tất tần tật cho các bác trước khi lên sóng rồi. Và các bác đang được nghe nhạc em đánh trực tiếp từ cái thiết bị cổng quang này. Cái thiết bị chuyển đổi cổng quang rất rẻ tiền, có hơn 100.000 thôi. Cái thiết bị chuyển đổi cổng quang các bác nhé. Em lấy tín hiệu từ TV trực tiếp xuống này. Đấy, qua cái thiết bị chuyển đổi cổng quang này mà cái thiết bị này rất rẻ tiền nhá. Không phải là giải mã đắt tiền các bác nhé. Chỉ có hơn 100.000 một cái chuyển đổi thôi. Đấy, các bác nghe tiếng nhạc nó rất là sạch sẽ và rất là hay. Tiếng rất là sáng các bác nhé. Dòng này thì nó chạy sử dụng... nếu đếm sò thì con này chỉ sử dụng có 20 sò các bác nhé. 20 sò. Nhưng mà các bác nhìn mạch của nó rất là chất các bác nhá. Mạch của nó rất là chất, mạch class H các bác nhá. Anh quay quạt ra cho đỡ cái tiếng gió. Máy class H các bác nhá. Và sử dụng 4 cái tản nhiệt riêng. Đấy, 4 cái tản nhiệt riêng. Ở đây các bác sẽ đếm thấy mỗi một cái tản nhiệt này sử dụng 5 con sò. Đấy. Và sò này thì em cũng chưa tháo được bởi vì cái này toàn bộ người ta thiết kế là theo cái mên vỉ này. Tất cả nó hàng nguyên kiện. Nhưng sò này nghe tiếng thì chắc chắn 100 sò là JVK rồi. Không sai vào đâu được. Và các bác nhìn ở trên này. Ở trên các cái đầu tản nhiệt này tất cả cũng có thêm một con sò bù áp nữa các bác nhá, một con bù áp ở đây nữa, tất cả một con bù áp ở đây nữa. Đấy. Và ở cái đầu bên dưới này. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Ở cái đầu bên dưới này các bác cũng thấy mỗi một cái này nó có thêm hai con kích nhỏ nữa các bác nhá, hai con kích nhỏ bù áp các bác nhá. Đấy, rất là nhiều. Đấy, không phải là chỉ có 20 sò thôi các bác nhá. Đấy. Cho nên công suất của nó rất là khỏe. Con này thì một số kênh anh em đang bán là giá báo là 900W một kênh. Nhưng mà con này thì khẳng định các bác là không dưới 800W các bác nhá. Không dưới 800W một kênh. Em bao cho anh em đánh một đôi 40 côn 100. Đấy. Đánh một đôi 40 côn 100. Đánh loại côn luôn các bác nhá. Đánh loại côn luôn ạ. Hoặc các bác chơi hai đôi 30 côn 76. Đấy. Hai đôi 30 côn 76. Các bác chơi rất dã, rất hay mà rất tiếng tròn chỉnh các bác nhá. Em khẳng định các bác là hai đôi 30 côn 76 thì nó đánh không biết mệt mỏi các bác nhá. Đấy, nguồn rất là to
Và em bao cho bác là nguồn đồng 100%, size cứ giả lại em đền tiền gấp 10. Đấy, nguồn đồng 100% các bác nhá. Máy class H các bác nhá. Sử dụng 4 con tụ 180V 10.000 mi. Đấy, tụ thì 100% em đã quay qua cho các bác một lượt rồi. Không một con tụ nào có hiện tượng phồng các bác nhá. Đấy, không một con tụ nào có hiện tượng phồng. Máy thì ở đây người ta sử dụng hai cái quạt các bác nhá, hai quạt gió. Đây, em sẽ xoay hai cái quạt gió các bác nhá. Em lôi con này ra một tí. Đấy, hai cái quạt gió. Hai cái quạt gió. Mà quạt này là quạt 24V chứ không phải là quạt 12V các bác nhá. Quạt 24V nhưng mà con này sử dụng qua con này sử dụng cái dòng này người ta sử dụng qua cái cảm biến các bác nhá. Đấy, lúc đầu mở nhạc lên thì quạt quay rất là nhẹ nhàng từ tốn các bác nhá. Thì các bác khi mà nghe nhạc nhỏ thì các bác cứ nghe cả ngày không nghe tiếng từ quạt. Quạt nó vẫn quay các bác nhá. Quạt nó vẫn quay, quay nhẹ nhàng các bác nhá. Hai cái quạt 24V nếu mà đến lúc các bác đánh mạnh, đánh khỏe mà đánh nó nóng máy thì nó quay tịt lắm các bác. Quay tít lắm. Đấy. Còn bình thường như các như thế này các bác cứ tắt nhạc đi các bác cũng không nghe tiếng quạt các bác nhá. Đây là cái quạt cây của em đang quay các bác nhá. Đấy. Còn bình thường các bác gần như ở ngoài không nghe tiếng quạt luôn. Chạy rất là êm. Và đặc biệt ở đây người ta thiết kế cho các bác một cái hộp để làm sao ạ? Để nó hút gió đằng trước này thổi trực tiếp ra đằng sau qua tất cả các cái tản nhiệt này các bác nhá. Nó trụm hết cái phần gió này để qua cái tản nhiệt này nó làm mát cái phần công suất này các bác nhá. Làm mát cái phần công suất vào phần máy ở đây. Đấy, tất cả các bác nhìn thấy toàn bộ phần công suất và phần máy nó vỉ mạch nó ở chỗ này hết. Nên là người ta làm để cho nó trụ. Đấy, các bác nhìn thấy không? Thành một cái khép đường khép kín của gió. Đấy, các bác gần như là vừa chống tiếng gió ra ngoài, vừa chống cái nó thoát gió ra những xung quanh này. Không để làm mất cái hiệu quả của quạt. Đấy. Thì ở đây người ta thiết kế như này, rất là đẹp và rất là ưng ý luôn các bác nhá. Ở đây này em lắp thử cho các bác xem một cái để cho các bác ấy, còn lại để em mở hết mạch ra để cho các bác xem trực tiếp cái mạch của nó. Đấy, đây. Em quay cho các bác cận cảnh từng con một các bác nhá. Phải nói em bao luôn cho các bác không có một chấm hàn nào các bác nhá. Ở trên này nó có một cái logo của IDEA luôn này. Đấy, một logo của IDEA này. Đấy, tất cả nó đều có dập thêm một cái chữ logo của IDEA và có quay tem QC pass này các bác nhá. Và em bao cho các bác tất cả là bao nguyên zin, tụ không một con nào phồng nhá các bác nhá. Đây em quay em đã tháo ra để em quay trực tiếp cho các bác này. Gần như ít các kênh nào người ta làm được chi tiết cẩn thận như thế này cho các bác. Đấy. Đấy, quay rất là chi tiết các bác nhá, không một chấm hàn. Các bác có thể kiểm tra thoải mái, bao cho anh em thợ check thoải mái các bác nhá, không một chấm hàn các bác nhá. Và tất cả tụ này em bao phẳng như nhau, 10 con tụ như 10 luôn các bác nhá. Đấy. 10 con đẩy thì như 10 cả nhau. Đấy. Đây là tổng em có 11 con. Thì đây em có một con em đã lắp nguyên vào các bác nhá. Đấy. Đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Đấy. Lắp xong thì các bác nhìn nó đẹp này, đẹp như tranh vẽ luôn. Đấy. Nói chung được bảo không có xước sát là không có các bác nhá. Đẩy bãi mà bảo không có xước sát là không có. Đương nhiên nó sẽ có một vài cái điểm xước sát nhẹ. Đấy, mặt mũi này do người ta vận chuyển rồi do rất nhiều quá trình vận chuyển mới về được như em. Các bác rất là thông cảm. À, tất cả những cái này thì người ta em đã tháo hết những cái bông này ra để giặt rồi các bác nhá. Đây cái này. Nếu các bác lâu ngày dùng khoảng 1 năm các bác có thể bỏ cái bông này ra để giặt để cho nó thoáng nhá. Đây em bỏ hết ra giặt rũ hết rồi. Đấy, các bác chỉ cần mở nắp ra xong và rút cái này ra. Đấy, rút cái này ra để giặt rũ. Và tất cả em đã giặt rũ sạch sẽ hết rồi. 100% là đã được giặt qua xà bông và tẩm comfort cho các bác rồi, thơm phức rồi. Đó. Hàng bên em vệ sinh thì các bác cực kỳ là an tâm. Vệ sinh gần như là các bác có thể sờ tay lên nhìn không thấy một hạt bụi các bác nhá. Vệ sinh nó phải sạch sẽ để làm sao để tất cả những cái chỗ mà cần thoát nhiệt này nó sạch sẽ, nó không màng nhện màng nhớ các thứ nó bám đầy chi chít ở trong những cái này thì nó sẽ làm cái thoát nhiệt của cái tản nhiệt này nó kém đi, lâu ngày nó sẽ làm cái hiệu suất của con đẩy nó bị kém đi. Đấy, như bên em vệ sinh thì các bác nhìn thấy đây, nó sạch đẹp đến mức độ gọi là chẳng nhẽ lại mang cả Kala ra đánh ở những cái này thì không nói, nhưng mà nói thật sự các bác này em vệ sinh thì không có gì để chê luôn. Kể cả các bác nào mà đã mua mic mua hàng của em thì các bác biết rồi, từ những chân pin chân biếc bọn em đều sử dụng những cái dầu chuyên dụng để đánh sạch sẽ hết trước khi gửi hàng cho các bác, chứ không bao giờ để hiện tượng nó bị dỉ sét hay như loại như kia. Đây tất cả những con đẩy này các bác nhìn, nó sạch 10 con như 10, kể cả những cái mặt này bọn em đều lo qua Kala hết rồi nhá các bác nhá. Sạch bóng hết. Đấy, các bác nhìn đây tất cả này. Máy móc của con này thì các bác không phải suy nghĩ gì cả nhé. Đấy. Thì một con đẩy như này cũng rất nhiều anh em. Trước đây người ta bán toàn trên 5 triệu các bác nhé. Một con đẩy như này trước đây hàng bãi nhé các bác nhé. Ở một số kênh người ta bán toàn trên 5 triệu thôi. Đấy. Vì đây là một dòng đẩy rất là chất lượng các bác nhé. Hàng công nghệ của Mỹ. Các bác nhìn những con đẩy như Crown của Đức, người ta toàn thiết kế 100% mạch như này các bác nhé. Đấy. Công nghệ của Mỹ. À, đương nhiên là tất cả là sản xuất dây chuyền sản xuất là được sử dụng ở lắp ráp tại China các bác nhá. Nhờ công nghệ của Mỹ. Mạch này là toàn bộ mạch class H công nghệ của Mỹ các bác nhá. Đấy, các bác rất an tâm. Đây các bác nhìn từ những con cầu chì của nó này. À, rất là chất lượng các bác nhá.
Đấy. Đẹp chưa? Nó quá là đẳng cấp luôn ạ. Đấy. Bên em làm thì luôn luôn là tháo ra vệ sinh, và khi mà nhân tiện tháo ra vệ sinh thì bọn em sẽ quay luôn để cho các bác tiện xem cả nội thất bên trong ruột gan và tiếng của nó. Thì con này thì đúng là em đánh trực tiếp từ tivi nhá, ra nhá. Bình thường những con đẩy khác các bác phải 12 giờ mới nghe to, nhưng con này này nhích nhẹ nó to. Nhìn trong lòng say nén quen xưa nghiêng đồ vậy, nó đi nhưng còn đây muôn lớp trai đi nghìn sau theo dấu chân đi vào thiên lý. Biết các bác thấy không, nhích nhẹ thôi nhưng mà tiếng của nó lên, nó thoát, nó tiếng nó to trong sạch lắm các bác. Một con đẩy chất thì các bác đừng tiếc tiền các bác nhá. Và hôm nay con đẩy này em không bán giá đến 5 triệu đâu các bác nhá. Chỉ hơn 4 triệu một chút thôi là các bác đã được sở hữu con đẩy này về đến tận nhà các bác rồi. Bình thường các bác mua con đẩy này không bao giờ dưới 4 triệu 8 các bác nhá. Đấy, nhưng hôm nay kênh bên em bán cho các bác những con đẩy zin đẹp như thế này, giá chỉ có 4 triệu 200 nghìn các bác nhá. 4 triệu 200 nghìn em bao ship đến tận nhà cho các bác nhá. Và đương nhiên đối với những dòng đẩy này thì các bác em sẽ quay lại để cho các bác ở đằng sau con đẩy này. Thì các bác nhìn thấy là nó không có cái cọc loa các bác nhá. Nó chỉ có rắc lưu trích thôi. Đấy, và đây là tất cả nó có những cái thông số ở đây các bác nhá. Các bác về đấu theo những cái thông số ở trên này. À, con này thì có để đánh chế độ parallel system và bridge. À, và đặc biệt con này nó có thêm các cái chế độ gain giới hạn đầu vào, giới hạn gain đầu vào các bác nhá. À, các bác đánh to thì các bác để lên 44 dB. Các bác muốn đánh nhỏ, giới hạn nhỏ thì các bác để gạt về 32 hoặc là về 36 à 38. Đấy. Có 3 lớp các bác nhá. Đấy. Có 3 lớp để các bác chỉnh những cái gain đầu vào. Đấy. Các bác để ở 32 thì nghe nó nhỏ, còn các bác cho lên 44 thì nó sẽ sử dụng hết công suất của con đẩy được. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. À, các bác đấu nếu mà đánh sitia này các bác cứ đấu 1 cộng 1 trừ cho em nhé. Sitia đánh 1 cộng 1 trừ. Còn các bác mà đánh bridge thì các bác đánh vào 1 cộng 2 cộng các bác nhé. 1 cộng 2 cộng, 1 cộng là dương và 2 cộng là âm. Đấy, đây tất cả người ta có thông số đây của các bác nhé. Rồi, ok. Em báo giá lại cho các bác. 4 triệu 200 nghìn các bác nhé. 4 triệu 200 nghìn em bao ship toàn quốc và tặng cho các bác một cặp rắc Neutrik để đấu ra loa các bác nhé. Đấy, đối với cái dòng đẩy này thì nó không có cọc loa cho nên em sẽ tặng cho các bác một cặp rắc Neutrik để cho các bác đấu ra loa. Đấy, như thế này. Đây là một cặp rắc nhá. Đây này em đang đấu cái cọc lệch, đương nhiên là khi gửi cho các bác là sẽ thành một cặp các bác nhá. Chứ nó không cọc lệch như vậy. Vì đây là những cái dây bọn em test hàng ở nhà lên nó không trọng các bác nhá. Đấy. Hàng thì em bao zin 100% nhá. Các bác phát hiện ra một chấm hàn nào mà để sửa chữa. Đấy, thì các bác cứ quay đầu cho em chịu hoàn toàn phí ship cho các bác nhá. Đấy. Hàng này em bán ra là em bảo hành cho các bác là 3 tháng các bác nhá. Hàng bán ra là bảo hành cho các bác 3 tháng. Lỗi trong vòng 10 ngày đầu tiên bọn em sẽ đổi cho các bác con khác. Đấy. Trong vòng 10 ngày đầu tiên mà phát sinh lỗi thì em đổi cho các bác con khác. Ok chưa? Đấy. Còn lại thì em bảo hành cho các bác là 3 tháng. Đấy. Bao cho các bác là mạch đẹp như mới luôn, như là thiếu hộp xốp luôn. Đấy. Còn đây thì những cái này là nó bụi bẩn, sau bọn em sẽ vệ sinh hết cả những cái lắp chụp này cho các bác này, lắp chụp và quạt đây. Tất cả là hàng bọn em tháo ra vệ sinh đấy. Các bác nhìn bên trong nó cũng bẩn này. Đấy. Sau đó bọn em sẽ lau chùi sạch sẽ cho các bác trước khi lắp vào. Nó đẹp chưa? Đấy. Khi các bác nhận hàng nó phải đẹp, nó phải zin, tiếng nó phải sáng, nó nghe mới sướng. Đấy. Đấy. Đánh full con này thì đánh full thì hợp lý, đánh súp đương nhiên vẫn được, nhưng mà ưu tiên các bác đánh full các bác nhá. Đánh full thì nghe con này tiếng nó sạch mà nó hay lắm, sáng tiếng lắm. Đây em đang đánh trực tiếp nha các bác nhá, không qua vang qua viết gì đâu. Không qua vang thì các bác cần bỏ lâm tiết các thứ để cho nó sáng, nhưng đây em đang đánh trực tiếp tín hiệu từ tivi xuống luôn các bác nhá. Đây dây của em đây. Đấy. Dây em đang đánh trực tiếp từ tivi xuống đây, không qua vang qua viết gì đâu. Đấy, các bác nhá. Đấy, các bác nhìn trực tiếp này. Đấy, dây chuyển đổi cổng quang này, từ tivi xuống luôn này, không qua thiết bị nào đâu, như tiếng của nó đã khỏe mà nó sáng. Đời tôi cô đơn. Đấy, các bác nghe yêu xuống. Ai cũng không xin. Các bác nghe tiếng nhạc nó sướng sạch cả. Rồi ok, các bác nào mà thiện chí mua hàng thì các bác cứ vui lòng cọc cho em 400.000 và đối mặt trên một đơn đẩy này các bác nhé. Đấy, các bác đừng cọc có 50.000, 100.000 thì em không nhận. Đấy. Đối với tất cả những cái hàng nặng này thì các bác cứ vui lòng cọc cho em phí ship 2 chiều các bác nhá. Còn nếu hàng em bán sai thì em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tất cả các bác. Đấy, số điện thoại của em vẫn là 0378 030 730. Các bác đi qua nhớ cho em xin một nút like các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh các bác nhớ đăng ký kênh, bấm nút màu đỏ bên phải phía dưới này. Các bác nhớ bấm nút chuông để theo dõi những video, những sản phẩm mới nhất của bên em khi các bác lên kênh các bác nhá. Rồi, video em cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Xin được hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ. Xin chân thành cảm ơn.